Rồi bắt đầu anh chú bác anh em đang lấy nha quý vị. Lấy cũng được mấy bao rồi. Thì đi dây. Đi tẻ đường khác lạc dán chịu luôn nha. Tắt đường này nè, tắt đường này mau nè. Ừ. Ôi, tắt đường này tí ơi. Tắt sao lạc đó rồi tắt. Cố lên. Mày đi vô trong nữa mà. Còn đẩy gì nữa. Ơi, đừng quay đâu đi. Đừng quay. Ừ. Đúng rồi. Đừng quay xấu đâu. Tự nhiên già nãy nữa đi. Thôi kìa. Quân ta lớp chết lớp gà giò gì kìa. Bé sừng có lủng lỗ bành kia gì kìa. Nắm áo nắm quần gì. Nắm có giày có nhợ rồi mấy cha ơi. Cảnh nào bằng cảnh này. Làm sao chịu nổi. Ủa, bữa hổm đi lên chiến trước thì còn vứt. Mấy ông mà nấu gì thì tôi cắt khúc đó tôi bỏ. Tại ông đội trưởng như một loại tốt mà sao luôn hả Tàn. Tại vừa loại vừa cặp bắp nữa, vậy là còn khỏe mà. Khỏe. Khỏe rẻ mà. Mấy tay đó lỗ tắt kìa. Ừ. Lỗ tắt vậy đi hả? Không. Tắt gì nó không. Trời ơi, nãy giờ không quay chắc đừng quay nữa kìa. Rồi sao rồi? Bả đâu rồi? Bước cái giò đừng có dài. Bước giò vắng vắng á, nó ít cái mỏi. À, đi đừng bắt là tới kìa. Ủa? Ừ, tới rồi, đừng bắt đó. Đừng bắt đó. Giờ lội lên chỗ lấy thuốc quý vị ơi. Nhưng mà còn 3 đài, 4 ảo. Còn xa lắm. Đúng rồi, cự kìa. Hả? Mùa này có thể là quýt hết trái rồi quý vị. Chống chống đưa đi giùm cống à. Tàn ơi, tội nghiệp ông bác, ông đi tắt kìa, ông lội kìa. Từ từ thôi. Đi núi đi từ từ thôi, đừng đi quá, đi quá lần thôi đi nổi. Chậm 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 vậy đó. Là gai gì đó mà tới mới được. Hai ông đi luôn tắt trước kia ghê ông thầy khác. Thầy ơi. Trường trường không đi đi đường tắt. Cô nhớ gần nhà anh đúng đi không? Ha. À, cô ở đâu đặng? Đó con không đó. À. Xuống ngày ông lên coi. Sao không dắt ba lên để ông đi bộ? Ba là nhà ở mấy hội như vậy? Có lúc hả? Lúc hả? Gần nhà bà Nguyên. À. Chạy đây. Cả thì chuyên môn đi 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 giao thuốc. Dạ, giờ thấy ông có quen. Nắm tay ông lên. Nhà thuốc nào thiếu thì ông giao. Thuốc thì mình đi lấy gì gì nè rồi. Rồi chứ nào ông đi luôn tôi biết luôn ha. Thì nói chung này. Nói chung thì đi núi này mà lấy thuốc này thì nó nào ngay thì chỉ đầu tiên là được cái mệt là trước ngay quý vị. Cái thứ hai nữa là mới có thuốc. Đó. Dạ. Dạ, nhưng mà chưa đăng, mà chiều con mới đăng. Này con mới quay video à. À mới nếu mà đăng lên là con cái nhà à, để phỏng vấn chú Bảy Mương Ấp ơi. À, chú Bảy cho con hỏi chút xíu. Thì từ khi mà mình khởi hành mà đi lúc là như là 4 giờ sáng phải không chú? À 4 giờ sáng. Bây giờ lên tới đây coi chú cảm thấy sao? Thấy cũng khỏe chứ không gì. Vậy là chú có dốc rồi chứ con thấy mệt lắm rồi đó. Chứ con thấy mệt lắm rồi đó cho con thấy rồi. Vậy mệt, mình mệt trước còn phải sao? Vậy chú nói chặt rồi thôi, có gì đừng bỏ qua, đừng có chấm. Chứ còn thấy ai cũng mệt hết trơn á. Cái đó như chị này là nói thiệt là chị mệt nè. Mệt thì nó mệt. Cái mệt ở đâu nè. Đặt,
Cái đó thì cái đó lẽ dễ cho khán giả mình làm đất. Nó đi lên. Chị mệt thì em quay mệt gì đâu. Vậy đó bà con là mới thương. Tao mới vô tao ủng hộ mình. À. Mày quay tao không chịu hỏi tao rồi đứng đây. Ừ. Như ông già nãy nữa. Tôi quay con mà con quay tôi. Giờ vừa đi vừa mở đường quý vị ơi. Ủa, cái này là giờ đi đường gần rồi. Hổ đi tắt dắt tắt về bên kia được không? Đó. Thấy giờ đi vừa mở đó. Đường. Cùng mắt bóng trên rừng Trường Sơn. Hai đứa ở mà hai đâu xa trần. Đó. Đó đường giờ là đi dữ lắm. Hơi bị cực khổ hơn hồi sáng giờ quý vị ơi. Wow. Giờ lọt vô trong rừng rồi tự mở đường đi rồi. Wow. Thì rối rồi. Rối bò rồi, không rồi. Tội nghiệp cho mấy người phụ nữ bò không rồi quý vị ơi. Để phụ nam thì hơi cực chút xíu không sao. Này nữa giác hơi bị. Ây da. Ơi. Tột bố, tột bố. Ê, đừng có tột bố. Băng hả cân luôn á. Tột bố. Rồi. Dữ rồi. Đấy tụi đi trước mới được. Rồi sao rồi tí? Tới rồi bạn ơi. Tới chưa? Tới rồi. Hên quá. Gần tới rồi quý vị ơi. Đều nhóc chân kìa, bờ thẳm kìa. Chỗ đó ngồi được không đấy? Này, chỗ đó ngồi được không? Đâu, tới mà ngồi vậy. Vậy hả? Chán đi. Về về đó. Chị ơi, lát nữa tới rồi. Đi chỗ nữa. Có đường nào tách ngang về chạy gần không tí? Có. Chưa. Nghỉ đây coi nè, chỗ này bằng bằng này ngồi nghỉ chút đi hả? Năm nữa rồi. Còn lội lên trên nữa quý vị ơi. Cái này đi chỗ mới không phải là chỗ cũ chuyến rồi, cho nên mở cái đường này nửa tải khuất ra thì phải nói là quá trình cực khổ hơn chuyến rồi nhiều quý vị ơi. Bác Nam ơi, bác Nam ơi, làm sao con thấy bác? Bác ngồi nè con. Chứ con mệt lắm rồi bác Năm ơi. Ai nói đi núi khỏe đâu. Phải mệt chứ không khỏe được. Bởi vì mình đây còn cái rửa nào nữa không? Rửa đỉnh rồi bà ơi. Tới chưa? Rồi. Đó là cái dầu núi cao nhất luôn đó quý vị ơi. Tới chỗ rồi. Tới nơi luôn rồi kìa. Mà mình dắt lên dắt không có nổi đâu. Mình tuôn xuống dắt lên không có nổi. Nam đó trên đó là cái dầu cao nhất luôn quý vị. Lại lên lớn giá hả? Rồi lấy chỗ nào? Ít lợi chứ có gì đâu. Ngày ngày cũng phải nước gì. Đến ngày mình đi ba chuyến được rồi. Đó, nãy giờ là leo gì không nữa quý vị ơi. Còn Túc dưới kia lên đây. Bò không? Hả? Được không? Rồi kìa, đó, còn một gúp ngoài sau nữa kìa, anh chị em ngoài sau, bò ngoài sau nữa kìa quý vị ơi. Nói chung là đường này khó đi hơn chuyến rồi dữ lắm luôn. Đường này rất là hiểm trở. Đó. Leo gì đâu quý vị ơi.
Đó, đó bữa nay dựng rất là cực khổ. Sơn trường lắm quý vị ơi. Mới lên được tới đây. Hồi nãy em nói với mấy chị ở dưới giữ giùm em mấy cây chuối sao bò lên đây hết trơn rồi. Nãy giờ mày ở đâu à? Tại nãy giờ con dọn đường hồi trước đây mà. Nãy giờ sao bò không à? Vậy chứ con có tài gì con đi trước chú đi sau là đường mòn rồi đó chứ. Ý là kêu người trước người sau để con quay. Nhanh lên ra. Đó, sao đâu. Không phải sợ cục đó. Bò vậy nè. Một hai cái đạo đây. Nắm tay lôi lên. 1 2 3 là. 1 2 3. Ừ, bò vậy đó quý vị ơi. Trên trần luôn. Bước lên nắp nữa, cái bò lên được. Ừ. Không. Ừ. Rất là cực khổ quý vị ơi. Ngồi đường đi không là thấy cực rồi. Đó. Không đi tới chỗ thuốc nhiều không chứ thấy cái đường đi bữa nay nó quá hiểm trở rồi. Đi đường gần không quý vị. Ừ. Đây 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 đây. Rồi, ông bác cũng lên tới đây luôn tàn. Đó. Chị yêu. Chị yêu ơi là chị yêu. Nắm tay chàng ơi. Nè nè. Lâu lên luôn. Còn nữa, còn nữa. Còn bò mà sao nữa kìa. Ôm cái cây nữa mà sao tay đông dịnh không quải nữa tay đông dịnh. Rồi ông bác già luôn. Đó, lên nè. Nắm lên nè. Lâu lên. Cũng đầy tiếp sức lên cái dốc này quý vị ơi. Rồi. Cố lên. Cố lên. Vô mắm. Vô mắm luôn. Còn ngoài sau nữa. Hiểm trở, rất là hiểm trở. Trời ơi, cái bà chị đó bà còn đi tiếp đây, bà còn bãi quải cái bị đó theo nữa mấy cha ơi. À, đó nè. Nắm tay. Trời gai đó đâm nhậm gì? Không nhậm chứ á. Không nhậm hết trơn á. Để ở đây cho ông lên cái đây. Rồi bả để bả lại tới đi rồi lấy dây thảy xuống buộc bả lôi bả lên. Nhìn nó đây. Nó lên. Nó lên. Nó lên đây. Nè, đó nè. Bước giờ lên. Bước giờ lên đi. Trời ơi, lôi. Lôi còn hơn là cái chiếc máy cày mà lôi chiếc máy kéo nữa mấy cha ơi. Còn hơn chiếc máy cày lôi chiếc máy kéo nữa, thiệt tình chứ. Nó lôi thôi đi, còn cừ nữa, mở còn cừ nữa. Làm sao mà cái lúc lên cho tay dưới lên kìa. Rồi. Ông bác Tư nè. Rồi tiếp ông già lên. Đi lên khoan ông ơi. Khỏi phải không? Đó. Rồi thuốc đâu chú Tý ơi? Bước tới. Nó dài dài cơ, bướm nó thăng. Cái chảy bướm. Rồi bây giờ mình tới hay chưa? Bây giờ mình bài nó. Bộ con bướm có gài hả? Đúng nãy giờ con nãy giờ nó nói ăn nhả bướm. Cái nhả cắm bướm ăn. Đâu rồi cái bịch bánh ăn anh không anh hiếp kiếm chọn là thích không đi. Rồi đâu rồi? Đúng đó kìa. Coi coi thuốc sau như thế nào mà. Rồi, xong nó quẹt, xuống con máng nó về. Giờ là cúng cái gì rồi, cúng chư thần xin phép cái bắt đầu mới lấy thuốc. Chẳng đó. Quá. Mấy cái quẹt cửa không? Ừ. Sửa ra kia cho. Rồi, rồi. Đóng rồi. Nè, đây, đâm đây. Ông ơi, đây, đâm lên. Đây, đây. Đây, đây.
Đó, đây là con của bác ơi. Dừng ơi. Cô YouTube chạy cũng sửa đây. Rồi bắt đầu anh chú bác anh em đang lấy nha quý vị. Lấy cũng được mấy bao rồi. Thì đi dây gì đó quý vị ơi, buộc dây gì đó. Lấy dán bài này là xài dây gì. Thì trong video thì thấy nó không có hẩm hôn người quý vị. Nhưng mà thực tế ngoài thì nó rất là hẩm. Cho nên phải dùng dây theo những cái vách đá. Đây là cụ dán bài. Thì đây nó cũng thức được như vậy à. Có gì mẹ không? Có gì mẹ ở đâu? Đâu có đâu chuyện vậy. Ê, một sợi dây người ta ấy mà. Hả? Một sợi dây người ta cột kéo lên mà. Mày thủ cũng khá tốt năm ơi. Chặt cái chuối nó luôn ơi. Đây 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 đi. Đây đi đi. Đấy, máy gì đó cái gì đá gầy á, nó chung chích đó, chung chích đừng bước lên đó nha. Nó giữ gì đó quý vị ơi, đây thì đá gì đó, đây thì độ cao hơn chiến rồi quý vị, độ cao khoảng là từ 700 mét lên nha quý vị. Giữ thì đồng lúa mặn rồi đốt đồng cho nên tối nó mệt buồn. Không được á, mà chủ quan không được, cây đó nó rễ nó ăn bạ không biết ăn. Bột vô cây tre hay gì đó. Bột đâu hết là quặng nó thôi. Bảo lại đây nè. Đây đây chắc không? Vậy chẳng chắc mà. Vậy đó mà. Chắc chắc. Bột gì chắc ơi. Bột nó cột khổng ở trên nó trào. Rồi dễ gì vậy. Rồi cột chắc rốt vô chắc nè. Cột chát ở dưới đất nữa. Rồi dây này dùng dùng hết cái sức rồi. Này lên độ cao hơn nữa quý vị ơi. Cái này là có người đi rồi nè. Vừa thấy vách đá đứng vậy đó. Đó vách đá nó phức cây trong video nhìn không rõ. Đây. Bên kia không biết núi gì thấp hơn cái núi này rất nhiều quý vị. Bên đó hình như là
mấy ông cho cái dao mấy ông ơi. Cái dao đi. Dọc dài qua bên kia đó quý vị. Độ cao xuống rất là cao. Rái được không? Phải. Phải ơi. Bị tuột bố chứ vậy. Đường đi thì nó dốc đứng rồi không quý vị, hình khó đi. Còn cho mấy người nữ đi khó khăn quý vị à, chị em phụ nữ đi theo để cạo thuốc bò. Thế này chị, đó đi xuống đó. Đường đó có đường đi xuống không? Hả? Ở đây hết đường đi rồi chị ơi. Dốc hẳm đứng rồi. Đó, đây là khâu cạo mấy quý vị, nãy giờ quay gì chứ quay cạo chưa quay. Đây là khâu của mấy người nữ là. Nón đó đâu hả? Trời ơi, cái nón này dễ gì mà có. Đây nè, cái nón này là của cái bà này nè, trả cho bà đó. Té gần cùng bà. Bỏ cái nón lên coi. Đó, quý vị thấy cái nón chưa? Nón không đụng hàng luôn quý vị ơi. Nón này có 102. Ở Việt Nam mới có đó. Chứ nước ngoài dễ gì có được cái nón gì. Dữ dạng ha, cái người làm chết dữ rồi. Do nó cùng mới có. Ông ốm phải dữ không ông? Ông ốm phá cừ kìa. Con cái một mà chưa có cái thứ hai. Ông ngồi trong mắt, ông đưa nón cho là đậu đi. Không, có còn kết bỏ nè. Trời ơi, ông đây còn kết bỏ nhà kìa. Đi hết em bây dù sao được quá. Đó. Lấy vách đá vậy đâu có gì à. Củ bự nè, một nấu ăn chiều bây giờ nấu ăn phải nói khoai quá củ quá bự nè. Khoai này khoai lăng tàu hả gì? Bảy ơi. Hello Bảy. Hello. Chào. Bảy thấy sao? Thấy vui. Vui. Chuyện gì? Cái đó vô bao á. Cái đó thảy bao rồi xuống dưới chỗ cái hốc đó đó, vô bao rồi mới truyền lên. Đây. Một đống này mấy chị nữ đang cạo cái gì à, mất cạo cho nó sạch. Đây đây xuống đó, đó luôn đó. Ôi nguyên cái giày này trúng rồi, trúng bánh cái giày này à. Quá xá cái giày thuốc này à. Đó lấy này sao rồi. Này này nữa buộc dây trên cây, cái cây đó đó. Thả xuống. Đứng đây lâu là cũng thế luôn nữa nè. Thank you.
đây đây xuống đất cỡ 700 mét không chú Bảy? Đo thử coi. Theo ông độ coi, ông đoán hay lắm mà. Mà ông bắt mà không biết nổi. Cái này là mình lên lên gần tới đỉnh luôn đó. Đó. Nguyên cái bãi này vòng qua bên kia luôn cậu ơi. Còn dữ dằn luôn. Có đường xe không? Ồ, gì là có là ta đấy. Tí rồi, tí ơi. Lát hỏi hỏi hổ kìa. Hổ trên này nó gầm cái tí cũng không không bằng hổ đâu. Cháu chơi chơi về nhà ta cạo lại hay chơi mình ngồi đây một cạo một tỷ quá rồi thôi. Dọc mép mép qua bên đây cũng nhóc chân lên thôi. Ừ. Buộc vô đàng hoàng, buộc vô ít. Dây mấy ông này buộc gì là thất bại lắm rồi, quay cái đầu dây lại mới được. Buộc vô. Anh đang buộc đó là anh Bầu Trung nha quý vị. Lo anh chắc, này thì chắc văn OS của ông đó dưới nữa quá. Hồi mấy năm trước thì ảnh tài trợ lần là 5 chai 5 chai. Bây giờ ảnh toàn là chai nước suối không quý vị ơi. Suối không có nữa. Không có nữa. Vì anh hết tiền tài trợ rồi. Còn đây đây là anh Bảy. Bảy kéo nè. Bảy kéo nhiệt tình thôi. Đó. Kéo qua phút lên. Mạnh lên. Dướng con dây anh Bảy ơi. Rồi. Không. Anh cà đầu luôn. Có sức quá trong tiếng. Nè, nó quăng ra xuống. Dưới nào, kéo cho mấy ông ở dưới mấy ông ấy. Nước mà uống nữa. Giảng này mấy anh ơi. Núi bên đó núi gì chú Bảy? Con nắm đi vậy là núi Tượng rồi. Phải không? Đâu núi Tượng đó chú? Núi Tượng. Phải không? Đâu phải núi Tượng. Cái này không phải núi Bà Đội bên kia. Núi Bà Đội bên kia kìa. Không có nước mà cứ đào nước hoài. Ờ chết tôi quá. Nước hả? Ờ chuyện nước đây anh em ơi. Đập sắp lại. Quăng dục. Nè nhím cho ông Bảy miếng nè. Có quá khéo. Không có nữa thôi ha. Còn có nhiều nước lên anh ơi. Chia ra thấm giọng đỡ đi. Mấy ông đó lên không? Tôi kéo lên.
buộc cổ đây ta kéo lên. Kéo lên diện cơm. Rồi bển sao rồi? Vẫn có người ấy rồi. Rồi cứ kéo ra, cứ cột cho đây mà kéo à. Trời ơi, vẫn là giáp con đường này hả tại? Không có đường khác giáp hả? Rồi còn mấy anh tính sao? Bác hỏi hổ ra đường trên coi sao? Cái đường này lấy là giáp là chua ăn dữ dằn cái đường. Đi không còn chặt té tới đó luôn. Lên đi mấy anh ơi, cơm nước này đi rồi tính tiếp. Hai ông lão ngồi đây cạo khỏi đụng hàng với trai ai chân lý tưởng. Quá lý tưởng. Sao bên đây hết chưa? Hả? Bên đây hết chưa? Hết thì nắm dây lâu rồi đi lên. Hello. Hello, Arimoto. Cái gai không đó. Đá đứng vậy đó quý vị ơi, không có dây là thua. Không dây thua. Đi ra mẫu. Bò lên. Sao? Trở lại ăn cơm mấy anh em ơi. Chưa. Rất là cực khổ quý vị ơi. Trời ơi. Cái nón thiệt tình, cái nón không đụng hàng cái gì ơi. Nón này bà tiệm chủ tiệm vàng ở chợ chùa Tây An, bà tiệm vàng Như Ngọc đó, bà hỏi mua 5 triệu mà không bán. Nón thiệt tình chứ. Tên không được hả gì rồi? Cứu trợ cho. Quay không, ông quay không, ông quay không, ông quay không. Đây. Quay lên cho. Nó trời ơi. Và đó bỏ kẹt ở đó luôn rồi kìa. Để chứ. Rồi đi lên. Chưa. Rồi đưa tay đây. Này. Thôi bố. Đó. Hello. Hello. Arimoto. Hello chị. Thạch đứng đại ca. Một xô bên gì? Ủa, ai chơi cái giác cái bao tôi luôn rồi đó. Đúng rồi. Ôi, quân ta đã tới chỗ này là lớp lớp hàng hàng rồi. Bỏ dưới đây.
Rồi tới giờ ăn quý vị ơi. Cũng 12 mấy rồi. Ô, gần 12 giờ. Mới gần hả? Hồi nãy nghe nói ai nói 12 giờ mà. Hồi nãy giờ rồi. Vậy là gần 12 giờ chứ được 12 giờ quý vị ơi. Dưới vàng đâu chị hai? Dưới vàng đâu? Ờ, ăn quên đó, đi mình không quên khác không ai ngủ nữa chị á. Ai? Giang hả? Giang. Quên thằng khác không ai ngủ đó. Sáng đi rồi. Mẹ ông ớt không có cây ớt nè. Đâu? Đây, quang hồ kìa, cây ớt hiểm. Đọc đủ vậy. Ê, đó, có cái ớt. Quay cái ớt tửng rồi, hay quá. Ăn không hay. Ăn không? Không có một trái chín nữa. Anh ăn không chị Út? Nó đi xuống dốc vậy đây quý vị ơi. Xuống lên, giờ bò không kìa. Rất là khó khăn. Rồi. Tôi đẩy một cái ép tới dưới cái bỏ cái bao luôn á. Lăn xuống cái hố đó là rồi đó. Chưa, khúc này chưa dắt giả hôn đâu. Lại đằng nắng gà còn giữ nữa, khúc trình chuối đang á. Chuyến này đi tải thuốc dắt giả hơn chuyến gầu rất nhiều ba lần quý vị ơi. Mấy con khúc thấy sao trong mình này? Mệt chứ sao? Chứ không phải thấy vui nữa hả? Mỗi anh em bao vậy này quý vị ơi. Khúc con mệt rồi mà quay lại. Thấy vậy đó. Cái đường xa, cái đường khó đi nữa, mụn vô đầy bao, con nước đứng dòm luôn á. Bò không mà kìa. Đúng không? Đắt không? Không? Nè, gà bò không rồi. Không thấy sao lăn tới dưới mà đắt liền dưới luôn đi. Rồi. Thấy nó lăn tầm bậy cái là gối đó, mắc bao thuốc á. Phải đường đó không mấy không? Chính xác không? Chính xác đường đó không mấy không? Phải không? Rồi tôi không đi đường đó, tôi đi đường này cho nó gần nè. Chơi xong mất tiêu bao thuốc luôn đó rồi chơi nghe. Lôi kìa. Đâu ta? Đường nó thịt đất không? Đi đường đó đâu mà đường đó, đường quá chuối, đám chuối nè. Đường này nè. Đường đám chuối nè, cái thải. Chú mai đi chọn, chọn chọn đây nè. Đâu phải nè. Đức chân nhóm rồi. Đâu phải rồi. Nè. Đây ra này đó. Tới góc này là lăn không nghe quý vị. Đó, anh em trên lăn xuống quý vị ơi. Đó. Chơi tới khúc này là không có giác được. Lại đây nè.
không biết đường nữa gì trời. Trời ơi, nãy đi nhóc ông chừng thôi, ta chia nhau ta dắt thùng nước tiếp. Mình ăn tôi dắt lên đây dạ, sớm giờ tôi nghĩ ba chập rồi đó, bủng rủng tay chân nhân. Dắt này lên mấy ảnh gặp thùng nước này mấy ảnh mừng lắm nè, chả không còn một hộp nước uống nữa rồi, cắm đầu luôn rồi quý vị ơi. Rất dây rồi tí đâu. Xuống góc này em luôn nè. Dọn lá tre luôn. Dọn lá tre luôn. Kéo xuống. Dọn lá tre luôn. Đây là chỉ kéo thôi chứ không có đường giác rồi. Anh Xanh đã thất thủ. Anh Xanh đã thất thủ rồi, bị lọt rớt cái bao thuốc chứ rồi. Anh Xanh, Hoa Xanh. Em đi tốc độ em đem nước lên. Hai. Rồi thả xuống đi. Thả xuống hai ông dưới chụp. Sáng đi đường này nè. À, giờ này là đu vít đá gì đâu gì. Từ sáng giờ đi theo vít đá. Không đứng gì nè. Bên kia luôn. Sao chú? Vết đá vậy đó. Mấy lúc chú lúc giờ này là đi vết đá đứng hồi sáng nữa. Vết đứng luôn. Đó, quý vị ơi, êm lắm quý vị ơi. Bò không quý vị ơi. Bắt đầu thả từ từ xuống. Rồi, chị buông xuống đi. Đó, quân ta lớp lớp hàng hàng. Rồi mạnh nay nấy bò từ từ xuống. Đó. Phụ nữ, phụ nam gì cũng phải giác hết trơn á. Nữ thì giác theo nữ, nam giác theo nam. Thạch Tuấn đại ca. Đó. Từ từ xuống. Để cái bao chị ba để bao đi, lát em giác cho. Chỉnh còn nữa hả? Rồi tự ai lấy thai xuống đi, chút xíu tôi lên chỉnh. Hả? Để xuống đây, để đây đây. Rồi. Sướng lắm các bạn ơi.
tại nói vậy chứ sướng lắm, thở muốn không nổi luôn các bạn ơi. Rung mà quay. Quay cho các bạn xem một lát đi cái đường trên này á, đừng đi đường dưới đường cũ nha, có đường mòn trên đi theo đường trên nó dễ đi hơn đường dưới. Ừ, mấy ảnh mới mở đường trên dễ đi hơn, mấy ảnh mới mở đường trên dễ đi hơn đường dưới. Ừ, đường bò khó đi quá. À, đường dưới thì bò, đường trên này thì lết, muốn đi đường nào đó đi. Lết với bò đó. Ừ. Lớp bò với trường á, trường chưa có, quá dễ. Người phụ nữ giác. Đó. Cô đi được không được thì lăn đi dưới này tôi chụp. Mình đi trước đi. Hả? Sao được. Đây. Thôi bà đừng có nói. Đừng có la lớn. Hey, cũng vui cũng đâu có gì cực khổ gian nan đâu mấy anh tính cứ than hoài. Đó, ông đội trưởng ông dính chảnh luôn kìa. Đó. Bắt đầu bò xuống rồi quý vị ơi. Đó. Xúm với nhau bò xuống. Đâu đó mệt à. Giờ đã tôi xuống dưới trước. Quá trình giác khúc rồi đi về nghe quý vị. Lấy thì đã xong rồi giờ chuyển ra. Cũng sướng lắm. Chứ nhờ đông người chứ mà cái kiểu 5-10 người cái này thì thua rồi quý vị ơi. Không có bằng nổi đâu. Còn cái chục bao nữa hả? Rồi mấy ông đi xuống trước đi, bắt đầu tới con. Vậy cho tôi đi theo mấy ông, kẹp mấy ông đó. Hai đứa đó đi chuyện từ từ xuống. Chuyện từ từ xuống chứ không có người nào chứ bò lấy. Ông đội trưởng bò không rồi kìa. Ông tính năm nay là ổng về hưu mà thấy cái mồi ổng về hưu không được rồi. Vừa là già lấy đâu đó chuyện không rồi cái lên để nó dắt đâu này nè. Ừ. Còn phút sau nè chuyện xuống đi chỗ khó nè đông người từ từ xuống. Ừ. Vừa hết biết đường xuống rồi kìa, đứng nhìn đó chịu hoài kìa. Lấy trong trong túi áo trắng ở trong mà cái khẩu ấy đó. Để tôi lên tôi cứu trợ cho bà ơi. Tôi tắt video hả? Rồi đó quý vị ơi, xong ngày nay đó, bắt đầu lội về. Về cảnh núi non Hồng Vĩ. Đây là người đẹp Cà Mau nha quý vị. Còn đó là người đẹp Cá Sòi. Đi về trước rồi đó. Trời ơi. Chị đi nó như là xính gụ vậy ta. Vậy hả? Còn vậy? Tôi giờ này mình mẩy như phóng xuống biển mới lên nè. Còn cái nón kia của bà đâu vậy? Còn ai đi lơ thơ không, mà sao nó kìa. Nó ban cho cái nón này, nó kêu để nón kia đi, sợ người ta quýnh. Đâu có cái nón kia, bà dán đó giữ đi để đựng để mà đấu giá. Bé. Nón đó là chỉ có Việt Nam mới có thôi đó. Bé kìa, bé kìa. Trời ơi, tướng đi rồi mấy cha chừng nào mới về tới nhà. 6 giờ tối quá. Dễ. Còn hai bà kia nữa. Còn hai chị kia nó còn giữ nữa. Chị này tính ra là chị này hay đó. Yeah, hay. Còn hai chị kia còn tốt rồi sao. Chứ cũng lồ à.
Rồi bữa nay đến đây thì video kết thúc quý vị ơi. Rất mong tất cả vào xem ủng hộ kênh Tướng Miền Nam. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hẹn tất cả quý vị vào ngày mai. Tiếp tục chương trình ngày mai nữa là mới xong quý vị ơi. Giống như bữa nay là xong ngày nay rồi đó, còn ngày mai nữa. Thì chuyến này thì cũng như chuyến rồi, cũng đi 2 ngày 1 đêm. Đêm nay thì Tuấn ngủ trên núi rồi. Thì xin bye bye tất cả quý vị và các bạn.